câu hỏi dạo gần đây 2K8 hỏi chị rất nhiều. Câu hỏi số 1: chị Hiên ơi, thi cấp 3 có khó hay không? Đương nhiên là khó rồi. Đây là kỳ thi chuyển cấp cực kỳ quan trọng mà các em cũng biết. Để vào được ngôi trường cấp 3 mà mình mong muốn thì cũng áp lực đấy. Câu hỏi số 2: có nên học từ bây giờ không chị? Đương nhiên là phải học luôn từ bây giờ chứ. Bởi vì khối lượng kiến thức lớp 9 sẽ khá là nhiều. Chúng ta không chủ động học sớm là đến lúc không kịp chạy được đâu nha. Câu hỏi số 3: học văn thế nào cho hiệu quả hả chị? Chúng ta thấy rằng là nếu như lớp 6, lớp 7, lớp 8 kiến thức thì sẽ ít hơn so một chút, thì đến với lớp 9 ạ, kiến thức nặng hơn, sẽ có nhiều tác phẩm hơn mà chúng mình cần học. Và đặc biệt chúng ta sẽ đi chuyên sâu về cái dạng nghị luận văn học. Đây là một cái dạng khá là khó đấy. Chính vì vậy các em nên chủ động học trước toàn bộ kiến thức nền, sau đó học thêm cả phần phương pháp và kỹ năng viết bài nữa nha. Thêm vào đó thì cả phần kiến thức tiếng Việt nữa đấy. Có gì thì cứ nhắn tin cho chị nhé.